Ngày 4 tháng 8, đoàn công tác Sở Nội vụ do đồng chí Dương Thị Thúy, trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc về kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chuyên viên các phòng ban liên quan. Trước khi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân hai xã Phúc Thịnh và Thúy Sơn. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Lặc thực hiện đầy đủ triển khai các văn bản về cải cách hành chính, có ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, quan tâm thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ đầy đủ đúng quy định, ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định. Trang thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân huyện có xây dựng chuyên mục cải cách hành chính, trong đó đăng tải thường xuyên các báo cáo kế hoạch về công tác cải cách hành chính của huyện. Đồng thời, trang có đặt liên kết cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đăng tải bộ thủ tục hành chính cấp huyện. Tất cả các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có số tài khoản sử dụng thường xuyên đạt tỷ lệ 100%. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong kỳ là 4.457 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 3.082 hồ sơ, trực tiếp và thông qua dịch vụ bưu chính là 1.375 hồ sơ. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác Sở Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính mà Ủy ban Nhân dân huyện đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát các chương trình kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, ban hành kịp thời các kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện, trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung như tên đơn vị, số lượng và thời gian kiểm tra, đề xuất những sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện, tiếp tục thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn và hồ sơ đã giải quyết nhưng chưa cập nhật lên hệ thống, rà soát cập nhật đầy đủ kịp thời các nội dung thông tin, công khai trên trang thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân huyện theo đúng quy định. Qua đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, các xã xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế đoàn đã chỉ ra nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới.